Nào, bây giờ các con suy nghĩ là làm cho thầy cái bài số 1 nhé. Thì các con nhận thấy ở cái bài 1 phần A này, x phần 3 bằng y phần 4, y phần 3 bằng z phần 5 và thông tin là 2x trừ 3y cộng z bằng 6. Yêu cầu tìm x, y, z thì không có gì khó cả, cái dạng này chúng ta được học rồi. Bằng cái thủ thuật là chúng ta sẽ tạo ra y phần 4 và y phần 3 với một liên hệ giống nhau. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ suy ra một cái đẳng thức mà chúng ta áp dụng tính chất của tất chỉ số bằng nhau là ra. Thì các bạn nhận thấy đây là y phần 4 và y phần 3, thì 3 và 4, số nào chia cho cả 3 và 4 ạ? À? 12. 12. Chính xác ạ. À. Cho nên là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là tạo ra y phần 12. Nếu mà y phần 4 mà tạo ra y phần 12, chúng ta sẽ nhân với 1 phần 3. Còn anh y phần 3 sẽ được nhân với 1 phần 4. Thế thì theo giả thiết thì chúng ta sẽ suy ra như sau, đúng không? Phần A này. Vì x phần 3 bằng y phần 4 cho nên thầy trò chúng ta sẽ suy ra được là gì ạ? À, chúng ta cùng nhẩm luôn đấy, vì đây là coi như là đề thi học sinh giỏi, chúng ta sẽ nhẩm được ngay nên cùng nhân đến 1 phần 3 để tạo ra y phần 12, cho nên chỗ này là nhân đến 1 phần 3 ra y x phần 9, đúng không? Sẽ bằng y phần 12 chứ không ghi nhân 1 phần 3 nữa, nó mất thời gian. Và y phần 3 bằng z phần 5 thì đích của chúng ta sẽ tạo ra y phần 12 thì mình cùng nhân đến 1 phần 4 đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra là y phần 12. Cái này cũng nhân đến 1 phần 4 thì được z phần 20. Như vậy tới đây rồi chúng ta nhận thấy là cái anh ấy, y phần 12 đã giống nhau rồi, thì kết hợp hai cái yếu tố này chúng ta sẽ có được một tỷ lệ thức mới. Đó là gì ạ? X phần 3 là x phần 9 bằng y phần 12 và bằng z phần 20. Rồi, chúng ta đã có được một cái dãy bằng nhau rồi, nhưng mà mình cần phải tạo ra 2x trừ 3y cộng z bằng 0. Thì tới đây nó có mở ra hai phương án, chúng ta có thể đặt cái này bằng k rồi mình thế vào, mình đi tìm k là ra kết quả. Hoặc chúng ta có thể tạo ra trực tiếp, đúng không? À, mình tiếp tục mình nhân với cả 2 nữa, đúng không? Để tạo ra 2x nhân với 3 là 3y nhân z giữ nguyên thì thầy đã sẽ tạo ra cái dãy đấy luôn, đúng không? Thầy đã sẽ suy ra là x phần 9 bằng y phần 12 bằng z phần 20. Thầy giáo cần tạo ra số 2x thì đã nhân cả tử cả số số x phần 9 này với 2 thì tôi được một phân số mới bằng phân số đã cho là 2x phần 18. Thầy cần phải tạo ra số 3 nữa thì giáo nhân cả tử và mẫu chỗ này với 3 thì cũng được một phân số mới bằng phân số đã cho là 3y phần 36. Còn ở đây là z thì đủ rồi thì thôi. Sau đó chúng ta chỉ cần là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là sẽ ra kết quả, đúng không? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta để nguyên cái dãy này dài nhé, đúng không? Ta mang xuống dưới, sau đó ta suy luận tiếp thì nó nhanh hơn, mà ta suy thẳng ra x luôn. Đây là cái kỹ thuật giải ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng luôn nha, bằng tiếp này, bằng này. Có 2x trừ 3y cộng z, mình ghi là 2x trừ 3y cộng z. Thì tương tự ở dưới mẫu của 2x sẽ là 18 này. Trừ đi 3y, mẫu của 3y là 36 này. Cộng với z này, mẫu của z là 20 này. 2x trừ 3y cộng z cho đầu bài là 6. Phần ở dưới mẫu ạ. Như vậy là các con nhận thấy là 6 chia cho 2 thì bằng 3. Đấy, ta suy ra là x phần 9 bằng 3 thì x bằng 3 nhân 9 là 27. Y phần 12 bằng 3, y bằng 3 nhân 12 bằng 36 và z phần 20 đây, z phần 20 bằng 3 thì z bằng trừ 3. Dương 3 nhân 20 thì bằng 60. Vậy x bằng 27, y bằng 36 và z bằng 60.
À, chúng ta có 2 phút suy nghĩ nhé. Bài này thì nó đơn giản rồi, đúng không? Còn đối với cái bài ở phần B này thì các con nhận thấy nó khá đơn giản, đúng không? Vậy cái kiến thức chúng ta cần nhớ là gì ạ? À, chúng ta cần nhớ ở đây là cái nội dung kiến thức thì nó không gì khó ở phần bài này. Cái cần nhớ là gì ạ? Nếu mà giá trị tuyệt đối của A mà bằng giá trị tuyệt đối của B thì ta có hai trường hợp, ta suy ra là A bằng cộng trừ gì ạ? À? Cộng trừ B. Cho nên đây là một cái ý khá là đơn giản, là ta cho là ta kiếm điểm thôi, đúng không? Và thì như vậy là chúng ta sẽ có trường hợp thứ nhất, đúng không? Bài giải này chúng ta có trường hợp 1. Là 5x trừ 4 bằng x cộng 2. Và trường hợp 2 là 5x trừ 4 bằng trừ mở ngoặc x cộng 2. Rồi, thế thì giải hai cái bài toán này thì khá đơn giản. Trường hợp thứ nhất thì đương nhiên chúng ta sẽ chuyển toàn bộ phần ẩn vào một vế đi. Ta sẽ có là gì nào? À, 5x này, ta suy ra 5x này trừ x này bằng 2 âm 4 chuyển vế sang thì được dương 4 nào. 5 lần x trừ 1 lần x thì được mấy lần x ạ? 4 lần x bằng 2 cộng 4 là 6. Và x là thừa số chưa biết thì ta suy ra là x là bằng tích là 6 chia cho thừa số đã biết là 4 và rút gọn là bằng 3/2. Cái trường hợp thứ hai là đương nhiên chúng ta phải bỏ dấu ngoặc ra đã. Chúng ta sẽ suy ra là 5x trừ 4 bằng trừ x trừ 2. Chưa dấu ngoặc có dấu trừ, khi bỏ dấu ngoặc ta đổi dấu. Và bây giờ chúng ta cũng chuyển phần ẩn vào một vế và số vào một vế. Ta suy ra là 5x trừ x chuyển vế là cộng x bằng âm 2, âm 4 chuyển vế là dương 4. Thì 5 lần x cộng 1 lần x là 6 lần x bằng âm 2 cộng 4 là thành dương 2. Ta suy ra x là thừa số chưa biết, ta lấy tích là 2 chia thừa số đã biết là 6 và rút gọn là 1/3. Và như vậy chúng ta đã tìm được hai kết quả là x bằng 3/2 và 1/3. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy x bằng 3/2 hoặc x bằng 1/3. Bài tập khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta làm bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ hướng đến bài số 2 như sau. Với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 2, với n thuộc tập hợp số tự nhiên và n là một số lớn hơn hoặc bằng 2, hãy so sánh A nhỏ A bằng 1/2 mũ 2 cộng 1/3 mũ 2 cộng 1/4 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 1/n mũ 2 với 1/b b bằng 1/2 mũ 2 cộng 1/4 mũ 2 cộng 1/6 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 1/2 lần n tất cả mũ 2 với 1/2. Thế thì các con nhìn thấy đây nhé, cái bài này này, nó thực ra nó không gì khó đâu. Nếu chúng ta học tốt và nhớ lại lớp 6 thì cũng được thầy giáo dạy rồi, cái dạng này này. Đấy, không khó đâu, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta so sánh. Thì đầu tiên chúng ta dự đoán là 1/2 mũ 2 cộng 1/3 mũ 2 cộng 1/4 mũ 2 cộng 1/n mũ 2. Nó lớn hơn hay nhỏ hơn 1 ạ?
Nhỏ hơn ạ. Rồi, cái việc dự đoán nó rất là quan trọng và chúng ta cũng thực hiện cái điều đó. Giao cho cùng theo dõi nha, thầy Đào sẽ hướng dẫn các học trò nha. Phần A này, ta có này. 1 phần 2 mũ 2 là hai số 2 nhân với nhau đúng không con? Nó có phải nhỏ hơn 1 phần 1 nhân 2 không? Hai phân số có cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó lại bé hơn. Chuẩn chưa? Rồi. Thế 1 phần 3 mũ 2 cũng thế. Thầy nghĩ đến những cái phân số có quy luật đấy ạ. Nó sẽ nhỏ hơn 1 phần. Chỗ này là 1 x 2 thì chỗ này sẽ là 2 x 3. Đúng không? Tương tự như vậy, thầy giáo sẽ có là 1 phần 4 mũ 2. Nó sẽ nhỏ hơn 1 phần 3 x 4 lắm. 4 mũ 2 là 2 số 4 nhân nhau thì sẽ lớn hơn 3 x 4 không? Như vậy phân số này sẽ nhỏ hơn 2 phân số cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn, phân số nào bé hơn. Vân vân. Và đến 1 phần n mũ 2 sẽ nhỏ hơn 1 phần n trừ 1. N nhân n mà. À, thì nó nhỏ, nó sẽ lớn hơn là n trừ 1 nhân n thì phân số này phải nhỏ hơn. Từ đó thầy giáo sẽ suy ra A là những số 1 phần 2 mũ 2, 1 phần 3 mũ 2, 1 phần 4 mũ 2, 1 phần n mũ 2. Các cái số này đều chịu bởi dấu nhỏ hơn giống nhau chưa? À, dấu nhỏ hơn nhé. Thì suy ra là A sẽ phải nhỏ hơn tổng những số lớn hơn là 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng chấm chấm cộng 1 phần n trừ 1 nhân n. Tới giờ phút này rồi các con nhận thấy đây là những phân số có quy luật mà đã được thầy giáo dạy rất nhiều lần cho ta va rồi. Đó, từ hồi mà các bạn nào mà lớp 6 này, bạn nào được học từ lớp 5 mà video đấy ở trên YouTube của thầy là rất là nhiều like và view luôn, mấy chục nghìn lượt xem. Đấy, đấy. Các bạn ấy rất thích cái video đấy. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy nha nhá, 1 phần 1 nhân 2 thì có phải là 1 phần 2 trừ 1, trừ 1 phần 1 trừ 1 phần 2. 1 phần 2 nhân 3 có phải là 1 phần 2 trừ 1 phần 3 không? Đây con quy đồng lên, 2 nhân 1 là 2, 1 nhân 1 là 1, 2 trừ 1 được 1, phần mẫu là 1 nhân 2. 3 nhân 1 là 3, 2 nhân 1 là 2, 3 trừ 2 thì được 1, phần 2 nhân 3 chưa? Thế là cái dạng này là chúng ta nhận thấy nó có quy luật ở đây là nếu ở dưới mẫu là cách bao nhiêu đơn vị trên tử của số mẫu bấy nhiêu ấy thì chúng ta sẽ viết dưới dạng hiệu, ví dụ là 3 phần 2 nhân 5 thì có thể viết luôn là 1 phần 2 trừ 1 phần 5 không? Đây mình quy đồng lên mình thử lại là đúng chưa? Như vậy dựa vào đó chúng ta nhận thấy đây là những phân số có quy luật mà chúng ta tính rất nhanh. Đấy, dưới mẫu cách một đơn vị quay trên tử của số 1 chưa? Cứ như vậy, cứ như vậy. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tính nhá. Đối tổng này ta suy ra A sẽ phải nhỏ hơn nào 1 phần 1 trừ 1 phần 2. Thì chỗ này là cộng tiếp là 1 phần 2 nhân 3 là 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Lại cộng tiếp với 1 phần 3 nhân 4 chính là 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Đúng không? Cộng chấm chấm. Cộng đến 1 phần n trừ 1 trừ 1 phần n. Rồi, tốt rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi rút gọn nào. Âm 1 phần 2 cộng với dương 1 phần 2 là hết chưa? Âm 1 phần 3 cộng dương 1 phần 3 là hết. Âm 1 phần 4 sẽ cộng với dương 1 phần 4 là hết. Đằng này sẽ là trừ sẽ gặp cộng đằng sau là hết. Trừ lại không có cộng đằng sau. Như vậy còn số là 1 phần 1 trừ 1 phần n không? Như vậy chúng ta sẽ có là gì ạ? Suy ra A sẽ phải nhỏ hơn 1 trừ 1 phần n. Ồ, số 1 đã trừ đi 1 phần n thì nó phải nhỏ hơn 1 không ạ? Vì sao 1 phần n lớn hơn gì? Lớn không? Đây là một số thập phân rất nhỏ. Thì 1 trừ đi nó phải nhỏ hơn 1 rồi. Và chúng ta do đó ta suy ra là A nhỏ hơn 1. Và bây giờ mình kết luận thôi. Vậy A nhỏ hơn 1. Xong được phần A.
Đối với bài số 2 phần B thì nó có một cái nét gần giống phần A. Đấy, thì làm thế nào để mình chứng minh được? Mình so sánh và chúng ta sẽ dự đoán. Dự đoán đây là gì? Các con. Dự đoán ở đây là khả năng cao nó cũng sẽ nhỏ hơn 1 phần 2. Vì nó bình phương nên lại càng bé, đúng không các con? Phân số mà có mẫu càng, phân số có mà có mẫu càng lớn thì lại càng bé nhé, đối với phân số dương nhé. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ dự đoán là như vậy. Thì làm như thế nào bây giờ đây? Hai cái phần này nó tựa giống nhau. Là mình biến nó về giống nhau thì tốt nhỉ? Các bạn nhìn thì có thể tạo ra là phần B là ra giống gần giống phần A không? Mình tạo được không ạ? Các con ạ, mình tạo được. Thảo Nguyên là người à? Không, mọi khi học mà mình học luyện nhiều rồi, hôm nay mình học nó khó hơn chút. Đã, ai ra rồi nào? Ai ra định hướng rồi nào? Thầy trò chúng ta sẽ cùng trò chuyện để giải quyết cái bài toán này nhé. Các con nhìn thấy đây cho thầy này, 2 mũ 2 này, 4 mũ 2 này. Hai là 2 nhân 1, 4 là 2 nhân 2. 6 là 2 nhân 3. N đấy, nó gần giống rồi đấy con. Thì bây giờ thầy giáo sẽ tách nó ra nhé. Thầy giáo tách nó ra này, phần B nhé. Thì thầy giáo sẽ suy ra như sau này. B bằng tất cả của nó đều chiết cho 2 không con? Cái mẫu này này đều chiết cho 2 nhé thầy giáo. Vì chúng ta có công thức là x nhân y mũ n. Thì mình sẽ tách nó ra thành x mũ n nhân y mũ n không? Như vậy mình sẽ có là 2 thì là 2 nhân 1 thì bằng 2 mũ 2 nhân 1 mũ 2 nhé. Cộng với 4 ạ. 4 là 2 nhân 2, chúng ta sẽ viết thành 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2. Cộng với 6 là 2 nhân 3 không? Thì nó sẽ được là 1 phần 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Rồi, cộng chấm chấm. Cộng 1 phần 2 mũ 2 nhân n mũ 2. Thì các con nhận thấy là chúng ta sẽ tách những cái phân số này ra. Tức là ví dụ như là 1 phần 2 mũ 2 nhân n mũ 2 ấy, thì chúng ta có thể hiểu là 1 phần 2 mũ 2 nhân 1 phần n mũ 2 không? Các con hiểu chưa? Đấy. Thế thì như vậy ở đây tất cả nó đều hình thành cái số 1 phần 2 mũ 2 giống nhau không? Các con. Thì mình sử dụng tính chất phân phối, chúng ta sẽ suy ra B bằng 1 phần 2 mũ 2 nhân ở bên trong là 1 phần 1 mũ 2 cộng 1 phần 2 mũ 2 cộng 1 phần 3 mũ 2 cộng chấm chấm cộng đến 1 phần n mũ 2. Rồi, như vậy là chúng ta nhận thấy nó gần giống phần A chưa con? Cái nhóm là từ 1 phần 2 mũ 2 cộng 1 phần 3 mũ 2 cộng đến 1 phần n mũ 2 có phải là A không? Đúng không ạ? Do đó là chúng ta có thể là thay cái này bằng A đi. Nha, mình thay cái này bằng A nhé. Đó, để mình giải cho nó nhanh. Vì mình biết là A nó nhỏ hơn 1 rồi. Đúng không?
Các con hiểu không? Đấy, thì chúng ta có thể viết lại là bằng 1 phần 2 mũ 2 nhé. Đây, thầy nó viết thẳng rồi cho các con nhìn cho rõ này. 1 phần 2 mũ 2 là 1 phần 4 này. Nhân với 1 phần 1 mũ 2 là 1 này. Cộng với A này. Rồi. Thế thì có phải A thì nhỏ hơn 1 không con? Chúng ta sẽ nhỏ hơn 1 phần 4 này. 1 phần 4 là giống của đề bài nhé. Cộng với 1 này. Cộng với A này này. Cái thằng A này này. Cái thằng A nó nhỏ hơn 1 nhé. Đấy, thì cái tổng này nó nhỏ hơn 1 chưa? Đây, A nhỏ hơn 1 nhá, thì cái biểu thức này sẽ nhỏ hơn 1 phần 4 nhân 1 cộng 1 không ạ? Thì 1 cộng 1 là 2. 1 phần 4 nhân 2 nó chính là bằng 1 phần mấy? 1 phần 2. Như vậy là B nhỏ hơn 1 phần 2 chưa? Từ đó chúng ta sẽ suy ra B nhỏ hơn 1 phần mấy ạ? 1 phần 2. Bây giờ mình kết luận là vậy. B nhỏ hơn 1 phần 2. Rồi. Tìm xy thuộc N. Thuộc N tức là thuộc tập hợp số tự nhiên. Biết rằng 25 trừ y bình phương sẽ bằng 8 nhân với x trừ 2009 bình phương. Đó. Đây là cái bài ý kiếm điểm 10. Chúng ta làm như thế nào? Đúng rồi, đề thi học sinh giỏi các bạn nhìn chất đúng không? Thực ra bài này nó cũng không có gì ghê gớm đâu anh em ạ. Chúng ta cứ bình tĩnh đó. Phân tích bài này sẽ ra, mà phân tích không ra thì đang nghe thì đáo giảng và nhớ nhá, để chúng ta còn là học và ôn còn lên level đúng không? Đây, ta có này, đồ bài ta có này. 25 trừ y bình phương bằng 8 nhân với x trừ đi 2009 bình phương. Thế thì ở cái bài này ấy, quan sát vào này, các bạn mà chưa va thì sẽ hơi bí. Nhưng chúng ta nếu chúng ta khéo léo, chúng ta dùng kỹ thuật là chúng ta chuyển cái thằng trừ y bình sang thành dương y bình, thì tổng các bình phương bằng 25 thì nó khá là đơn giản, nó rất là nhanh thôi. Đấy. Thì ta sẽ suy ra nhé. Ta suy ra 25 sẽ bằng 8 lần x trừ đi 2009 bình phương cộng với y bình. Đấy, các con nhìn thấy chưa? Như vậy đây là tổng của các số dương mà bình phương mà bằng 25. Như vậy y bình phương thì nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 25 không? Trong khi đó mình thấy cái thằng này nhé, cái thằng này này, cái thằng này nó có thể là số 0 hoặc là số chẵn, đúng không ạ? Xy là số tự nhiên nhé, thì trong này nó cũng là một số nguyên bình phương. Nếu mà nó nhân với 8 nó phải luôn ra số chẵn không? Như vậy là có thể là không hoặc là số chẵn. Thế thì y phải là số gì ạ? Y phải là số lẻ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì số lẻ cộng với số chẵn thì nó mới ra được là gì ạ? Số lẻ không? Đấy, dựa vào phân tích đấy nhá. Đấy, chúng ta sẽ có cái phân tích là như vậy. Như vậy y là bình phương là số lẻ. Y bình phương là số lẻ thì gồm có y là 1, y là mấy nào? Y là 3, 3 bình phương là 9, y là 5, 5 bình phương mà 25 không được. Như vậy y chỉ có mấy trường hợp thôi ạ? 2 trường hợp thôi, con nhìn thấy chưa? Đấy, như vậy tôi đã có 2 trường hợp, tôi tìm được ngay ra y rồi. Đấy, các con nhìn thấy chưa? Thầy sẽ phân tích lại cho các con nhé. Cái tổng này phải bằng 25. Thì cái tích này có thể là 0, bởi vì do x trừ 2009 là 0, nhân với 8 là 0. Thứ hai là nó luôn là, còn trong này là một số tự nhiên bình phương mà lại nhân với 8, 8 là số chẵn thì cái tích này luôn là số chẵn nhé. Như vậy mà cái tổng của hai này bình phương cộng với nhau là ra số lẻ là 25 không? Thì chứng tỏ là y bình phương phải là số lẻ chưa? Đúng không nào? Y bình phương là số lẻ thì y bằng 1 thì bình phương là 1, y bằng 3 bình phương là 9, còn y bằng 5 bình phương nữa
5 bình phương là 25. Trong trường hợp y bình phương bằng y bằng 5 nhé, y bằng các cái giá trị này, đúng không nào? Thế thì cái thằng này là không. Như vậy mình có 3 trường hợp nhé, mình có 3 trường hợp của y ạ, đúng không nào? Dựa vào đó chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ giải thôi. Phân tích xong rồi, bây giờ mình tiến hành mình giải nha. Chúng ta nhận thấy là vì 8 lần x trừ đi 2009 bình phương có thể là không hoặc là số lẻ, là số chẵn ạ. Bởi vì nó nhân với 8 không, một số tự nhiên nhân với số chẵn thì ra chẵn. Từ đó mình suy ra y bình phương là số lẻ, là số lẻ. Mà và mình phải có tiếp y bình phương cộng với một số từ lớn hơn hoặc bằng 0 thì y bình phương phải nhỏ hơn hoặc bằng 25. Thế thì do đó là chúng ta sẽ suy ra là y thuộc tập hợp chứa các phần tử là gì ạ? Có thể là 1 bình phương là 1, 3 bình phương là 9, 5 bình phương là 25 thôi. Như vậy mình có 3 trường hợp xảy ra, đúng không? Chúng ta có trường hợp 1. Trường hợp 1 nha anh em, là y bằng 1. Thì ta có cái gì? Ta thay vào thôi. Ta thay vào ta sẽ có là 25 bằng 8 nhân với x trừ 2009 bình phương cộng với 1 bình phương là 1 không? Thì như vậy cái tích này sẽ bằng 25 trừ 1 là 24. Ta suy ra 8 lần x trừ 2009 bình phương bằng 25 trừ 1 bằng 24. Rồi, thế thì cái hiệu này sẽ bằng 24 chia 8 bằng 3 không? X trừ đi 2009 bình phương sẽ bằng 24 chia cho 8 thì bằng 3. Ồ, x là số tự nhiên mà trừ đi 2009 bình phương bằng 3 là vô lý rồi. Vô lý, đúng không? Bởi vì số tự nhiên bình phương làm sao mà ra 3 được? Số 3 không phải là số chính phương. Chúng ta sẽ đến tiếp với trường hợp thứ 2. Y bằng 3 thì ta có, ta lại thay vào 25 bằng 8 nhân x trừ 2009 bình phương cộng với 3 bình phương, đúng không nào? Và tính tiếp. Thế thì ta suy ra 8 lần x trừ đi 2009 bình phương sẽ bằng 25 trừ 3 bình phương là 9 này. Trừ 3 bình phương là 9 thì bằng 16 không? Thế thì ta suy ra là x trừ đi 2009 bình phương sẽ bằng 16 chia cho 8 và bằng 2. Ồ, một số bình phương bằng 2, cái này vô lý thôi. Số 2 không phải là số chính phương, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đến với trường hợp cuối cùng thôi. Trường hợp là gì ạ? 3 là y bằng 5. Thì ta có 25 bằng 8 nhân x trừ đi 2009 bình phương cộng với 5 bình phương. Y bằng 5 mà. Thì ra rồi, 5 bình phương bằng 25 thì cái này phải là 0 không? Cái này là 0 thì x trừ 2009 là 0. Thì x bằng 2009, chúng ta luận rất nhanh chỗ này thôi.
Được chưa các con? À, chỗ này chúng ta suy luận tiếp nha. Ta suy ra này. 8 lần x trừ đi 2009 bình phương sẽ bằng 25 trừ đi 5 bình phương. 25 trừ 5 bình phương và bằng 0. Cái tích này bằng 0 thì chứng tỏ là x trừ đi 2009 bằng 0 thôi. Và ta suy ra là x bằng 2009. Bây giờ mình kết luận là gì ạ? Vậy x thì tìm được là bằng 2009 đúng không? Và y thì mình tìm được là bằng mấy ạ? Bằng 5. Đó, như vậy chúng ta đã đột phá xong cái bài toán vừa rồi. Không có gì khó cả. Đúng không? Mình chuyển sang bài số 4 ạ. Cho tam giác ABC cân tại A trên BC. Lần lượt lấy hai điểm M và N. Lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM bằng MN và bằng NC. Gọi H là trung điểm của BC. H là trung điểm của BC. Rồi chứng minh bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình nhé. Chứng minh rằng muốn chứng minh cái gì cũng vẽ hình này. Ai làm được cái phần A để chứng minh AM bằng AN? Để chứng minh AM bằng AN nó không gì khó khăn đúng không? Để chứng minh được hai đoạn thẳng này bằng nhau thì ta nên đi chứng minh hai tam giác chứa nó, đó là tam giác AMB và tam giác ANC không? Thì mình đã có AB bằng AC, mình lại giấu với hình này, có góc B bằng góc C này, mình có BM bằng NC nữa đúng không? Vì giả thiết người ta cho ba cái đoạn BM bằng MN bằng NC không? À, thầy đã đánh dấu một gạch vào đấy một chút nha. À, như vậy là chúng ta sẽ nhanh chóng chứng minh được ngay tam giác AMB bằng tam giác ANC để suy ra AM bằng AN. Chúng ta sẽ đến với lời giải. Thứ nhất, làm cho phần A là chúng ta sẽ đi xét tam giác AMB và tam giác ANC. Thì mình sẽ có là gì ạ? AB bằng AC. Theo giả thiết về lý do là người ta cho tam giác ABC cân, đúng không các con? Đấy, tam giác cân thì có hai cạnh bằng nhau, có góc B bằng góc C nữa. Đây là tính chất của tam giác cân. TC là tính chất tam giác cân. Có gì nữa? BM bằng MC. Đúng không các con? À, theo giả thiết này người ta cho BM bằng MC. Từ ba cái yếu tố này chúng ta sẽ kết luận là tam giác AMB bằng tam giác ANC theo trường hợp là cạnh góc cạnh, và từ đó chúng ta suy ra được cạnh AM bằng cạnh AN là hai cạnh tương ứng. Rồi, chứng minh được AM bằng AN rồi. Bây giờ còn chứng minh AH vuông góc với BC thì có gì khó khăn không? Bởi vì H là trung điểm thì cái dạng toán này nó quá quen thuộc rồi. Nếu H là trung điểm thì có phải có HB bằng HC chưa? AH là cạnh trung AB bằng AC nữa. Thì tam giác AHB bằng tam giác AHC thì mình sẽ có góc H1 bằng H2 không? Có phải không ạ? Mà tổng hai góc này cộng lại bằng 180, hai góc kề bù suy ra mỗi góc bằng 90, dẫn đến là AH sẽ vuông góc thôi. Đây là bài tập quen thuộc đã dạy rất nhiều rồi, đúng không? Chúng ta sẽ đến với ý tiếp theo nữa. Như vậy là mình cũng đi chứng minh hai tam giác bằng nhau.
đúng không ạ? Mình xét tam giác ABH và tam giác ACH. Thì cái tam giác ABH và ACH thì nó có hai cách chứng minh, hoặc có thể chứng minh là cạnh AB bằng cạnh AC, góc B bằng góc C, BH bằng HC thì bằng nhau, trong trường hợp là cạnh góc cạnh, được không? Được ngay, đúng không? Đó. Có. Đây là ý đầu tiên để cho kiếm điểm về phần hình học thôi. Ta sẽ có là gì ạ? AB bằng AC theo giả thiết này. Lúc trước mình chứng minh cạnh góc cạnh đây, mình chứng minh cạnh 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 đi. Mình có BH này cũng bằng HC này, vì H là trung điểm này. Theo giả thiết này mình có AH là cạnh trung này. Kết hợp những yếu tố này chúng ta sẽ suy ra là tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Rồi, hai tam giác này bằng nhau thì từ đó chúng ta sẽ suy ra góc H1 bằng H2, đúng không ạ? ABH này, ABH này và ACH bằng nhau thì H1 bằng H2, đây là hai góc tương ứng chưa? Mà tổng hai góc này cộng lại bằng 180 độ. Đây là vì lý do là hai góc kề bù. Mình lại kết hợp hai yếu tố này, mình suy ra hai góc đấy bằng nhau và bằng một nửa của 180. Và bằng 90 độ. Rồi. H1, H2 bằng 90 rồi. Thế thì từ đó mình sẽ suy ra AH sẽ phải vuông góc với BC. Và bây giờ mình kết luận thôi. Vậy vậy AM bằng AN và AH vuông góc với BC, mở ngoặc, điều phải chứng minh. À, các tình yêu của thầy các con chữa vào. Còn chỗ nào chưa hiểu các con có thể hỏi lại thầy nhé. Ơi con ơi, con có ý kiến gì đấy? Bạn nào vừa nói nhỉ, thầy chưa nghe rõ nhỉ? Ở phần đầu chứng minh hai tam giác thì BM bằng MC thì phải bằng NC mới đúng ạ. Đấy, phần đầu đấy thì làm sao con? Cái điều kiện thứ ba ấy ạ. Mà BM bằng MC thì phải là NC mới đúng ạ. Sửa giúp thầy rồi, thầy cảm ơn con. Vâng ạ. Bây giờ đến cái phần B, người ta phải cho tính độ dài đoạn AM nhé. Tính AM đây. Khi AB bằng 5 và BC bằng 6. Như vậy thầy nào vẽ hình ở trong trường hợp cái phần B này thì nó không phù hợp, nhưng mà chúng ta bám theo cái phần A thôi. Phần A người ta không cho gì đâu. Chúng ta vẽ như này thì tác giả cũng tạm chấp nhận, không vấn đề gì cả. Vậy chúng ta sẽ lý luận để tính được đoạn AM. Thì các con biết rằng là cái AM nằm trong tam giác vuông nào? Nằm trong tam giác vuông là AMH, đúng không? Thì bây giờ các con đi tính được hai cạnh còn lại là AH và MH là mình sẽ suy ra được AM. Chúng ta sẽ đặt mục tiêu mình tư duy cái đoạn đầu tiên là đoạn MH trước. MH sẽ có tính được không? MH xem nào, MH này. MH muốn tính được thì ta có cần có BH rồi ta trừ đi BM. BH thì mình biết H là trung điểm của BC thì BH là 3 rồi, đúng không? BH là 3. Đó. BM bằng MN bằng NC, tức là BM bằng 1/3 BC. Và BC thì bằng 6 thì BM bằng 1/3 thì sẽ bằng 6 chia 3 là 2. BM là bằng 2. Như vậy từ đó chúng ta suy ra đoạn MH sẽ bằng 3 trừ 2 là bằng 1 rồi. Xong, được một ý. Bây giờ đích chúng ta cần tính được AH nữa.
AH có thể tính được không? Vì AH là vuông góc với BC, thì AH nằm trong tam giác vuông là AHM hoặc là AHB. Thì AH sẽ tính được bởi vì là AB là có cạnh là 5, còn BH thì mình có cạnh là 3. Như vậy là AH sẽ là mấy ạ? Một cạnh là 5, một cạnh BH là 3 rồi, thì AH sẽ có độ dài là mấy con nhỉ? Mũ số Pythagore đấy ạ. BH là 3 đó. Cạnh huyền AB là 5 thì AH sẽ là 4. Đúng không? Như vậy AH mình tính được là 4 và MH là 1 thì mình áp dụng định lý Pythagore cho sẽ tìm được ngay AM. Đấy là định hướng của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình ghi lại giải. Chúng ta nhận thấy là đến tới phần A. Bây giờ là theo hình vẽ đúng không ạ? Chúng ta sẽ theo giả thiết đi. Thì mình sẽ suy ra đoạn BH như chúng ta vừa phân tích xong sẽ bằng 1 phần 2 BC và bằng 1 phần 2 nhân với 6 và bằng 3 cm. Xong. Tiếp theo cũng theo giả thiết nữa chuyện và chúng ta cũng suy ra đoạn BM thì phải bằng 1 phần 3 BC rồi. Và bằng bằng 1 phần 3 nhân với 6 và bằng 2 cm. Như vậy là theo hình vẽ thì có phải là MH sẽ bằng BH trừ đi BM không? Theo hình vẽ. Thì thầy trò ta suy ra là MH mình cần tìm sẽ bằng BH trừ đi BM và bằng 3 trừ 2 thì bằng 1 cm. Xong. Như vậy được anh MH rồi nhé. Để phục vụ cho ý tiếp theo, bây giờ chúng ta cần tính AH để lắp vào tam giác vuông là AMH để tính AM. Người ta hỏi AM. Thì AH không tính ở đó, chúng ta sẽ xoay ra tam giác vuông là ABH đâu. Chúng ta nhận thấy là áp dụng định lý Pythagore. Định lý Pythagore cho tam giác ABH thì mình có cạnh AH cần tìm đúng không các con? AH cần tìm là AH bình phương rồi, cạnh góc vuông AH bình phương bằng cạnh huyền bình phương trừ đi bình phương cạnh góc vuông còn lại. AH bình phương sẽ bằng AB bình trừ đi BH bình. AB bình là 5 bình phương trừ đi BH mình tìm được ở trên là mấy đấy ạ? Là 3 đúng không? Rồi. 3 bình phương và bằng 25 trừ đi 9 thì bằng 16, 16 là 4 bình phương. Từ đó chúng ta suy ra là AH sẽ bằng 4 cm. Có cả AH bằng âm 4 nhưng mà độ dài là dương rồi. Nên chúng ta cũng không phải phân tích nhiều, chúng ta chỉ lấy số đo là dương là độ dài là lớn hơn là bằng 0. Như vậy là chúng ta đã có được hai cái chìa khóa để lắp vào bài giải, đó là MH đã tìm được. Thầy đã bôi màu vàng, MH là bằng 1 cm. Đúng không? MH là bằng 1 cm. AH thì bằng 4 cm. Rồi, AH bằng 4 này, MH bằng 1, AH bằng 4 thì mình lắp vào Pythagore của tam giác AMH thôi. Là chúng ta sẽ tính được ngay AM. Chúng ta tiếp tục là áp dụng định lý Pythagore. Cho tam giác AMH có AM là cạnh huyền đúng không? Cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông, chỗ này là AH chúng ta đã chứng minh được vuông góc rồi, thì AM là cạnh huyền. AM bình phương bằng AH bình cạnh góc vuông bình phương cộng với cạnh góc vuông còn lại bình phương là MH bình. AH thì mình tìm ở trên là 4 rồi. Nó lắp vào 4 bình phương cộng với MH là 1 thì MH bình là 1 bình phương. 4 bình phương là 16 cộng với 1 là 17. Như vậy là suy ra AM sẽ bằng căn bậc 2 của 17. Bởi vì sao số 17 mình có thể viết dạng bình phương là căn bậc 2 của 17 bình phương. Thì nó sẽ bằng hai trường hợp là AM bằng cộng trừ căn bậc 2 của 17 nhưng mà cái ốc nó bị loại rồi.
căn bậc 2 của 17 cm. Thích thì chúng ta có thể làm tròn nó ra, chúng ta sẽ bấm máy tính. Mình bấm căn bậc 2 của số 17 bằng, mình bấm cái nút là SD ấy, mũi tên 2 chiều đó, thì nó sẽ đổi sang số các phân, chúng ta sẽ được 4,123. 4,123. Và mình kết luận vậy AM bằng 4,123 cm. Số khá đẹp đúng không? Chúng ta sẽ đến với phần C, là người ta yêu cầu chứng minh góc MAN lớn hơn BAM và bằng CAN. Thì một số các kiến thức là chúng ta sẽ lưu ý cho thầy đây nha, tôi sẽ bổ sung một chút nha. Kiến thức cần nhớ ở đây nha, chúng ta sẽ ghi cho thầy như sau. Kiến thức cần nhớ ở đây là bổ sung ở đây. Các con tập trung hướng qua màn hình nha, thầy giảng này các con nha. Yêu cầu ở phần C là chứng minh rằng tam giác là MAN lớn hơn góc BAM. Góc BAM, BAM thì bằng CAN. CAN thì đương nhiên là mình có cái tam giác, mình chứng minh ở cái phần A thôi, đúng không? Là cái góc A1 bằng A2, đương nhiên là BAM này, BAM là góc A1 này, CAN này, CAN là góc A2, thì đương nhiên hai góc này bằng nhau rồi. Bởi vì lúc đầu mình chứng minh là tam giác ABM bằng tam giác ACN không? Bây giờ mình chỉ cần đi chứng minh cho thầy mốt cái ý là MAN lớn hơn BAM. MAN là cái góc của cái tam giác nhỏ ở giữa đây này, là thầy đã sẽ khoanh cho nó thành hai khoanh nhé, hai khoanh màu trắng ấy. Đó, góc đó lớn hơn một trong hai góc này. Thì các con nhận thấy là để so sánh được các góc ấy, chúng ta phải quy chuyển nó về một cái tam giác nào đó chứa hai cái góc mà chúng ta cần so sánh. Có thể góc hai khoanh là góc MAN với cả góc A1 hoặc A2, nhưng hiện tại nó đang rời rạc ở hai tam giác khác nhau. Để chúng ta quy chuyển. Và các con cần nhớ cho thầy kiến thức như thế này nhé, là nếu tam giác ABC có góc A lớn hơn góc B lớn hơn góc C, thì ta suy ra cái cạnh đối diện với nó sẽ theo thứ tự như vậy. Ví dụ góc A lớn nhất thì cạnh đối diện với nó sẽ lớn nhất là BC. Tương tự cạnh đối diện với góc B sẽ là AC, và cạnh đối diện với góc C sẽ là AB. Và ngược lại, nếu chúng ta có cái thứ tự là góc cạnh BC lớn nhất, thì ta suy ra cái góc đối diện với nó lớn nhất chính là góc A. Ta suy ra đây là mũi tên hai chiều thì mình nói rồi. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn, thầy sẽ giảng cho các con một chút. Thầy lấy ví dụ để chúng ta ôn bài một chút nhé. Ví dụ ở đây là thầy đã có một cái tam giác vuông, đúng không ạ? Ở đây có thể là có tam giác vuông. Thì các con biết rằng dựa vào kiến thức mà thầy đã vừa nói trên ấy, thì tam giác vuông thì trong ba góc của một tam giác thì góc vuông là góc lớn nhất, thì chứng tỏ cạnh huyền đối diện với nó sẽ là cạnh lớn gì? Cạnh lớn nhất, đúng không? Tương tự như vậy là thầy đã có một cái tam giác tù chẳng hạn. Thầy có một cái tam giác tù. Các con ạ. À, cái tam giác này là một tam giác tù. Thì góc tù là góc lớn nhất trong một tam giác không? Vì tổng ba góc trong một tam giác bằng 180, luôn bằng 180. Thì nếu có một góc tù thì hai góc còn lại phải bé hơn 90 độ rồi, để nó cộng với cả góc tù là lớn hơn 180 không? Như vậy góc tù là lớn nhất thì suy ra cạnh đối diện với góc tù sẽ là lớn nhất. Để chúng ta dựa vào một số các cái tính chất mà thầy giáo vừa mới nêu cho các tình yêu của thầy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào bài toán. Đó. Như vậy là muốn chứng minh được nó, mình phải chuyển hai góc này về một cái tam giác. Nhá. Chuyển như thế nào bây giờ đây? Nói thế thôi về lý thuyết như vậy nhưng mà căng phết đấy. Thế bây giờ thầy đã phải dựng một cái tam giác để nó chứa cái góc hai khoanh này. Nhá. À, dựng một cái tam giác mà nó có liên quan đến cái góc A1 nữa, thì thầy đáo gợi ý là từ cái MA đây này. Thầy đáo lại có là MN bằng MB nhá. Đấy, thế thì thầy giáo sẽ kéo dài cái đường AM ra để thầy giáo tạo ra một cái tam giác chúng ta cùng theo dõi. Đấy. Con nhìn đây, thế thì có phải là cái góc hai khoanh nó sẽ bằng góc K ngay bây giờ không? Con nhìn nha. Con nhìn thầy giáo chứng minh nhanh nha các con đấy. Các con trong những cái bài toán mà kẻ thêm hình ấy, này, chúng ta có đầu điều tinh tế một chút thầy giáo. Vì nó không bằng nhau cho nên là giả thiết người ta không cho bằng nhau, trên thầy giáo sẽ dùng hai khoanh mà có gạch nha. Con nhìn này. Thì cái tam giác là AMN và
và KMB có cạnh MA bằng MK chưa? Có cạnh MN bằng MB chưa? Và có hai góc này đối đỉnh không? Thì nó chỉ nhanh, tức là góc AMN và KMB là đối đỉnh chưa? Như vậy góc A hai khoanh này đã được bắn vào góc K, và góc K này và góc A1 sẽ nằm đúng trong một tam giác là ABK chưa? Các con thấy chưa? Đó. Bây giờ thầy đã chuyển được nó về một cái tam giác bằng nhau rồi, tốt rồi nhé. Bây giờ muốn so sánh được hai cái góc này, góc A1 và góc K hai khoanh ấy, thì các con sẽ phải đi so sánh được hai cái cạnh đối diện với nó. Góc K sẽ đối diện với cạnh gì đây? Cạnh AB đúng không con? Còn góc A1 sẽ đối diện với nó là cạnh gì? BK, tôi viết nó ra một chút nha. À, thằng K này thì là đối diện với nó là cạnh AB. Thì còn góc A1 thì đối diện với nó là cạnh BK. Bây giờ mình sẽ đi so sánh AB và BK. AB và BK. Nào các con cùng theo dõi nha. So sánh AB và BK. Làm nào bây giờ đây? Thì các con nhận thấy là cạnh BK thì nó bằng cạnh AN rồi. Do tam giác AMN, đúng không? Bằng tam giác là KMB không? BK bằng AN rồi. AN thì lại bằng AM không? Như vậy mình có thể so sánh được AB và AM không? Dạ có. Cái điều này so sánh thì rất đơn giản vì nó nằm trong tam giác là ABM nha. Các con nhìn này. Một cái tam giác AB ABC hay là AMN thì các con nhận thấy là AB nó đã lớn hơn AM chưa? Vì AM nó nằm trong mà con. AB của con lớn hơn AM. AM thì lại bằng AN. Như vậy là AB lớn hơn AN. AN lại bằng BK. Như vậy AB đã lớn hơn BK chưa? Như vậy con so sánh được rồi. Đúng không? AB lớn hơn BK thì suy ra góc đối diện với nó là góc K hai khoanh này sẽ lớn hơn góc đối diện với nó là góc A1 chưa? Bài toán đã được giải. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái việc là chúng ta sẽ đi làm từng bước một. Thứ nhất là chúng ta sẽ kẻ thêm hình, đúng không? Chúng ta sẽ nói cái việc đó là chúng ta nói là gì ạ? Phần C này. Trên tia đối. Của tia MA lấy điểm K sao cho AM bằng MK. Được rồi nhá. Đấy, AM bằng MK. Thế thì chúng ta sẽ chứng minh được tam giác là AMN bằng tam giác là KMB ngay. Đúng không? Bây giờ ta đi xét tam giác. Xét tam giác AMN và tam giác KMB có AM bằng MK theo giả thiết và góc AMN AMN bằng góc KMB lý do là đối đỉnh. Có BM bằng MN theo giả thiết. Từ những yếu tố này chúng ta sẽ suy ra tam giác AMN bằng tam giác KMB theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Rồi, đúng không? Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được một cái quan trọng, đó là cạnh BK thì bằng cạnh AN mở ngoặc hai cạnh tương ứng. Rồi, BK bằng AN. Đấy, chúng ta vừa phân tích là muốn so sánh được hai cái góc này. Đó, thì chúng ta sẽ đi so sánh là hai cạnh đối diện với nó, đó là cạnh AB và cạnh BK. Đúng không? Rồi tí nữa mình sẽ nói sau. Như vậy là mình sẽ đi có so sánh đấy nha, BK. BK bằng AN không? Có cạnh tương ứng nha. AN lại bằng AM không? AM lại nhỏ hơn AB chưa? Vì mình lấy điểm M nằm trong BC thì AM phải nhỏ hơn BC rồi. Nó nằm trong tam giác mà. Chúng ta sẽ nói tiếp là mà AN lại bằng AM vì tam giác ABM
bằng tam giác ACN chưa con? Đúng không? AM lại bằng AN, AN lại bằng AM, còn AM lại nhỏ hơn AB này. Và theo giả thiết và hình vẽ, và hình vẽ cho nó chắc đi, đấy lý luận đầy đủ nhá, thì đương nhiên chúng ta sẽ suy ra là AB thì phải lớn hơn AM rồi. Rồi con kết hợp ba yếu tố này đúng không? AB lớn hơn AM, AM bằng AN, AN lại bằng BK, như vậy AB lớn hơn BK. Chúng ta sẽ suy ra một cái rất quan trọng, đó là AB lớn hơn BK, được chưa? AB bây giờ lớn hơn BK, bây giờ mình xét tam giác thôi, thì có kiến thức cần nhớ thì đã nói đấy, trong tam giác mà góc đối diện với cạnh lớn hơn thì góc đó lớn hơn, và ngược lại. Chúng ta xét tam giác ABC, à, xét tam giác gì ạ? Xét tam giác là ABK. Có cạnh AB lớn hơn cạnh BK, đúng không? Cạnh AB lớn hơn cạnh BK thì suy ra góc đối diện với nó là góc K sẽ lớn hơn góc A1. Thì từ đó ta suy ra góc K sẽ lớn hơn góc A1. Đây là quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác á. Đấy, nó góc và cạnh không? Quan hệ giữa góc, chỗ này nó hơi ngắn chút nha, giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Rồi thế thì K lớn hơn A1 rồi, mà góc K lại bằng góc A2 phải không? Mà góc K thì bằng góc A2 phải, tức là góc MAN. Lý do mình chứng minh được hai tam giác bằng nhau rồi, vì tam giác AMN bằng tam giác KMB. Từ hai yếu tố này thì chúng ta nhận thấy rằng là góc A hai khoanh là lớn hơn góc A một chưa, tức là góc MAN đấy. Từ hai yếu tố này chúng ta sẽ suy ra góc MAN sẽ lớn hơn góc A một, đúng không? Tức là gì ạ? Vậy góc MAN sẽ lớn hơn góc BAM. Thế còn đương nhiên cái góc A1 nó bằng A2 rồi, mà A1 thì bằng A2 do hai cái tam giác bằng nhau, đúng không? Vì tam giác ABM bằng tam giác ACN. Đấy, như vậy mình kết luận, mình bổ sung vậy, nó sẽ bằng góc NAC CAN, mở ngoặc điều phải chứng minh. Rồi chúng ta sẽ đến với cái level cuối cùng. Bài mấy nhỉ anh em nhỉ? Bài 5 à? Bài 5. Cho x lớn hơn 0, thỏa mãn điều kiện x bình cộng 1 phần x bình bằng 7, yêu cầu tính x mũ 5 cộng 1 phần x mũ 5 thì bằng bao nhiêu? Là ta có A cộng B bình phương thì bằng A cộng B nhân A cộng B và bằng A cộng B nhân A cộng với A cộng B nhân B, đúng không các con? Ở đây là dùng tính chất phân phối đấy ạ. Và nhân ra thì được A bình cộng AB mà thầy giáo vừa giảng cho các con đấy. Đấy, A nhân A là A bình, B nhân A thầy giáo viết từ cái AB cộng với A nhân B là AB cộng với B bình phương nhé. Và bằng A bình
AB cộng AB là 2AB cộng B bình phương. Như vậy chúng ta vừa xây dựng ra một công thức rất quan trọng để chúng ta phục vụ cho bài toán này. Đó là A cộng B bình phương thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình phương. Và dựa vào cái số bình phương này thì tôi sẽ nghĩ ra như sau. Ta có x bình phương cộng với 1 phần x bình bằng 7. Thì thầy sẽ suy ra, thầy đã viết theo cái dạng ở trên này nhé. Thầy đó sẽ viết theo dạng này là x bình là A bình nhé. Nó sẽ có là x bình cộng với 2 nhân x nhân 1 phần x cộng với 1 phần x bình phương. Rồi, như vậy thầy đã có x bình của đầu bài. Thầy đã có 1 phần x bình của đầu bài. Bây giờ thầy đã đang thêm với cả 2 lần x nhân 1 phần x thì x với x này rút gọn còn lại là 2 không? Như vậy về bên trái tôi thêm với 2 thì sẽ bằng 7 cộng 2. Bằng 7 cộng 2. Đó, thầy đã cộng 2 bên với 2 mà. Cái x bình cộng 1 phần x bình là 7 không? Thì cộng cả 2 bên với 2 nhé. Đấy, nó vẫn bằng nhau không? Và thầy giáo sẽ dùng cái công thức này áp dụng ở trên thì nó sẽ được là x cộng 1 phần x bình phương. Thầy giáo suy ra x cộng 1 phần x bình phương sẽ bằng 9. Từ đó thầy suy ra x cộng 1 phần x chỉ bằng 3 thôi. 9 là 3 bình phương. Có bạn bảo con thưa thầy nó có thể là âm ạ. Đúng rồi, nhưng mà đầu bài người ta cho x lớn hơn 0 này, cho nên tổng này chỉ bằng 3 thì không chọn âm nữa. Thế mình sẽ giải thích là vì x người ta cho lớn hơn 0. Rồi. Như vậy là từ cái giả thiết người ta cho x bình cộng 1 phần x bình, thầy trò ta suy ra được x cộng 1 phần x bằng 3. Thì thầy giáo lấy hai cái này thì nó nhân với nhau thì nó sẽ nâng nó lên thành mũ 3. Tức là x bình nhân x này nó sẽ được x mũ 3. Chúng ta tiếp tục chúng ta suy ra nhá. Từ đó ta sẽ suy ra tiếp x bình cộng 1 phần x bình nhân với x cộng 1 phần x bằng 7 nhân 3. Thay vào thôi, 7 nhân 3 thì bằng 21 rồi. Thì các con nhân vào cho thầy nhé. À, nó giống như chúng ta nhẩm nhân ấy ạ. Nhân nó dài dài một chút thì chúng ta sẽ nhẩm nhanh luôn. Cả cái tổng này nhân với x này. Xong lại cả cái tổng này nhân với 1 phần x này. Thì chúng ta lấy từng thằng một bên này nhân. Đằng nào nó cũng thế. À, cái này suy luận nâng cao một chút thôi. Chúng ta sẽ có là x bình nhân x thì được x mũ 3. X bình nhân 1 phần x thì x bình rút gọn cho x thì còn x cộng x. Tương tự tiếp tục đến là thằng này nhân tiếp nha. Đấy, nó từng là từng đôi ở trên này này, từng đôi trong cặp này. Thì thầy nó nhân nhanh luôn là 1 phần x bình nhân với x. Thì x nó nhân lên trên tử không? Thì nó rút gọn x thì giờ mẫu còn 1 phần x ạ. 1 phần x bình nhân 1 phần x thì được 1 nhân 1 là 1, x bình nhân x là được x mũ 3. 1 phần x mũ 3 bằng 21. Thì các con biết rằng cái giá trị là x cộng 1 phần x này mình đã có được ở trên này là 3 rồi. Đấy. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra x mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 cộng với 3 bằng 21. Thì từ đó chúng ta lại có được cái bài toán là x mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 sẽ bằng 21 trừ 3 là 18 không? À, chúng ta đang như vậy từ x bình cộng 1 phần x bình bằng 7, chúng ta đã tính được ra một phép tính là x mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 bằng 18. Mà chúng ta lại vừa dùng cái kết quả hai cái này nhân với nhau là ra được x mũ 3 không? Thế thì gợi ý cho mình sẽ là từ x bình cộng 1 phần x bình lại nhân với x mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 là sẽ ra x mũ 5. Đấy. Thế thì nên ta có tiếp này. Nên ta có nha. X bình cộng 1 phần x bình thì nó sẽ nhân với mũ 3 nữa. X mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 thì x bình cộng 1 phần x bình đầu bài cho là 7. X mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 chúng ta tính lên trên này là bằng 18 rồi. Sau đó các con lại nhân tiếp cho thầy là các con sẽ ra, chúng ta nhân ra nhá, nhân ra và suy ra này. X bình nhân x mũ 3 là x mũ 5 nhá. X bình nhân 1 phần x mũ 3 thì x bình nó nhân lên trên tử không? Mình giúp gọn trừ tử mẫu cho x bình thì chỗ này còn x không? Cộng với 1 phần x.
1 phần x bình cộng với x nhân với x mũ 3 này, x mũ 3 nhân lên trên tử, rút gọn cho x bình thì trên tử còn x bình x thôi, trên tử còn x. Cộng với 1 phần x bình nhân với 1 phần x mũ 3 thì được 1 nhân 1 là 1, x bình nhân x mũ 3 là x mũ 5. Bằng 7 nhân 18 thì bằng bao nhiêu ạ? 126 đúng không? À, chúng ta lại có tiếp cái thằng là thầy giáo đang khoanh màu vàng đây, 1 phần x cộng với x đầu bài ở phía trên này mình cho được là 3, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra x mũ 5 cộng với 1 phần x mũ 5 cộng với 3 sẽ bằng 126, và từ đó chúng ta suy ra là x mũ 5 cộng với 1 phần x mũ 5 bằng 126 trừ 3 bằng 120 mấy ạ? 123. Như vậy chúng ta đã tìm được bài toán rồi. Và mình kết luận thôi. Vậy x mũ 5 cộng 1 phần x mũ 5 cần tính được 123. Dựa vào bài toán này người ta có thể đẩy lên cao hơn. Là ví dụ là tính x mũ 7 cộng 1 phần x mũ 7 mình cũng làm được. Các con ạ. À,